Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh nghĩa vụ quân sự mùa xuân, kêu gọi 150.000 nam giới tổng quân theo luật quy định. Xác lệnh nêu rõ, tôi ra lệnh các công dân Nga trong độ tuổi từ 18 tới 30 không thuộc diện dự bị và đủ điều kiện nhập ngũ, thực hiện tổng quân trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 15 tháng 7 năm 2024 với số lượng 150.000 người. Theo văn bản này, các binh sĩ đã bị sa thải, thủy thủ, trung sĩ, hạ sĩ quan đã hết thời hạn nghĩa vụ quân sự không thuộc diện nhập ngũ tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm. Tháng 7 năm 2023, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi tối đa nam giới có thể tòng quân từ 27 lên 30. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Năm ngoái, Tổng thống Putin đã lần lượt ký lệnh kêu gọi 130.000 người, 147.000 người nhập ngũ. Hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga viết, các máy bay tấn công Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã cản trở việc luân chuyển quân của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Severodonetsk trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Bộ Quốc phòng dẫn thông báo rõ rằng, sau khi sử dụng vũ khí phóng từ trên không, các phi hành đoàn đã thực hiện diễn tập chống tên lửa, thả pháo sáng và quay trở lại sân bay khởi hành. Theo báo cáo của xạ thủ máy bay tiền phương, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị bắn trúng thành công. Chuyến bay diễn ra như thường lệ. Một phi công Su-25 tên hiệu là Lê Mua cho hay, chúng tôi nhận nhiệm vụ tiến hành một cuộc không kích nhằm cản trở các đơn vị vũ trang Ukraine luân chuyển quân. Trong khi đó, Hà Lan sẽ triển khai một đơn vị phòng không Patriot tới Litva, quốc gia có biên giới với Nga, để tập trận phòng không chung trong mùa hè. Theo hãng tin RT, quân đội Hà Lan tuyên bố cuộc tập trận kéo dài vài tuần là cần thiết để tăng cường khả năng phòng không ở sườn phía đông. Mục tiêu là để kiểm tra khả năng của quân đội NATO trong việc nhanh chóng vận chuyển và triển khai các đơn vị đến khu vực nhất định bộ trưởng quốc phòng hà lan kaisa oloren cho hay quyết định bố trí một hệ thống phòng không do mỹ sản xuất tới gần biên giới nga là góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng của phòng không nato litva đã hoàn ngành các cuộc tập trận và cho biết hà lan sẽ huấn luyện cách tái triển khai các đơn vị phòng không cùng với lực lượng vũ trang của vinius bộ trưởng quốc phòng litva laurinas kassiunas cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của lực lượng hiện diện tiền phương tăng cường efp của nato đối với an ninh các nước baltic và kêu gọi có thêm các cuộc tập trận với sự tham gia của máy bay và hệ thống phòng không nato ở litva tuy nhiên hiện chưa rõ thời điểm hà lan đưa patriot tới litva một khẩu đội hệ thống phòng không patriot gồm nhiều đơn vị gắn trên xe tải bao gồm kiểm soát hỏa lực radar anten các phương tiện hỗ trợ cùng tám bệ phóng trang bị tên lửa đánh chặn ngoài mỹ và đức hà lan là một trong số ít quốc gia đã cung cấp hai bệ phóng patriot cho ukraine Hoạt động triển khai của Hà Lan sẽ bắt đầu sau cuộc tập trận quân sự Steadfast Fast Defender 2024 đang diễn ra của NATO, có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ, hơn 1.000 phương tiện chiến đấu, hơn 50 tàu hải quân cùng 80 trực thăng, máy bay không người lái UAV từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Nga tuyên bố việc NATO tăng chi tiêu quân sự và tiến hành tập trận thường xuyên thể hiện bản chất ngày càng hung hãn của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Vào đầu tháng 3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev Cáo buộc cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 là kịch bản đối đầu vũ trang với Nga, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn cho thế giới.